Đây là một cái chiếc máy giá rất rẻ đến từ Xiaomi. Tuy nhiên các bạn có thể thấy nó có một thiết kế rất bắt mắt, không khác gì là flagship các bạn à. Chưa kể nha, chưa kể là cái mặt lưng của con này này, nó được làm từ kính thay vì là nhựa. Trong khi với những con máy thuộc cái phân khúc giá tầm tiền nó cao hơn, rơi vào tầm 4 đến 5 triệu ấy, thì nó chỉ là mặt lưng nhựa thôi. Thế nhưng với một em máy chỉ tầm 2 củ rưỡi như thế này thì chúng ta đã có là một cái mặt lưng kính rồi. Và ở đây thì chúng ta sẽ có là một cái khung viền nhựa này. Thiết kế mặt trước thì nó sẽ là thiết kế màn hình dạng giọt nước. Với quan điểm cá nhân thì mình luôn ủng hộ cái combo đó, chính là tấm nền IPS và màn hình giọt nước. Với những màn hình đục lỗ ấy, thì nó sẽ ám đen cái khu vực camera selfie rất nhiều các bạn à, nhìn nó cực kỳ khó chịu luôn. Nhưng với cái kiểu thiết kế giọt nước này thì nhìn nó sẽ là dễ chịu hơn. Chưa kể là cảm biến camera selfie nó cũng có kích thước rất to, nó không giống như là những cái tấm nền AMOLED đâu các bạn à. Thành ra là nó sẽ chiếm một cái diện tích hiển thị khá lớn bên trong màn hình. Đấy, còn với màn hình giọt nước này thì không. Trọng lượng tổng thể của con này thì nó rơi vào tầm khoảng là trên dưới 200g. Thì mình thấy là cảm giác cầm nắm đầm chắc này, khung viền phẳng này, có những cái điểm vát ở các cạnh thì nó cũng cho ra một cái cảm giác cầm nắm khá là dễ chịu. Và với một thiết bị giá siêu rẻ như bây giờ thì rõ ràng là nó không có cái miếng dán màn hình này, cũng như là ốp lưng đi kèm ở trong hộp, thì đây là điểm mà mình thấy nó cũng hợp lý thôi. Về chất lượng hiển thị thì nhìn chung mình thấy xét ở trong cái tầm tiền giá rẻ như thế này ấy, thì cũng khó để mà có thể đòi hỏi được con này nó có một cái độ phân giải cao. Được cái là nó có kích thước màn hình lớn nha, lên tới là 6.7 inch. Tuy nhiên ấy, thì độ phân giải của nó chỉ dừng lại là HD thôi, cho nên là trong cái điều kiện nhìn bình thường này nó vẫn sẽ hơi rỗ tí. Đi kèm với một cái tần số quét 90Hz thì mình thấy là cũng tương đối là mượt mà, và độ sáng là 500 nits đủ nhìn. Màu sắc tổng thể thì mình thấy là vẫn khá tươi và nịnh mắt với một cái thiết bị giá nó siêu rẻ như thế này. Hiệu năng thì nó sẽ được trang bị là một con chip Helio G36. Thì với những cái dòng mà kiểu A3, A series này của Redmi ấy, thường nó sẽ được chạy cái giao diện là Google thuần các bạn à. Và con này thì nó được chạy là phiên bản Android 14 mới nhất. Mình thấy rằng là về cơ bản giao diện bên ngoài thì nó không thật sự là đẹp lắm. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể là cài thêm cái ứng dụng Nova Launcher để mà có thể là thay thế thêm, đưa cái theme về chuẩn là thuần Google hơn. Còn nói về độ mượt thì với con chip Helio G36 thì nó sẽ đáp ứng được những cái tác vụ chủ yếu là nó nhẹ nhàng, nó thiên hướng về kiểu xem phim này, hoặc là những ứng dụng mạng xã hội thôi. Chứ còn nói về chơi game thì thật sự là không thể nào đòi hỏi được các bạn à, với cái tầm tiền chỉ khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu như thế này, tùy vào option bộ nhớ. RAM của con này có sẽ là 4GB, bộ nhớ trong 128GB, xét về mặt lưu trữ thì cũng khá là thoải mái. Về camera thì em này nó sẽ có một cái cảm biến chính là 8MP, nhìn chung là nó cũng cắt giảm tối ưu hết rồi. Chụp trong điều kiện đầy đủ sáng thì chi tiết nó vẫn cho ra là ổn, tuy nhiên thì cũng không thể nào đòi hỏi được là nó có một cái chất lượng camera tốt hơn. Camera của cái chiếc máy này thì mình thấy nó là cái điều kiện đủ thôi. Và cái điểm bắt mắt và mạnh nhất của cái chiếc máy này thì rõ ràng chúng ta có thể nhìn thấy thiết kế của nó rất là đẹp, và kể cả là chất liệu, cả hai mặt trước sau là đều được bảo vệ từ kính. Đấy, cho nên là thành ra chúng ta có thể thấy được rằng là đây là một cái thiết bị mà Xiaomi hướng đến một cái sự cân bằng và hài hòa tổng thể luôn, chứ không chỉ là thiên về một cái yếu tố nào khác cả. Ngoài ra thì em này cũng sẽ có cảm biến vân tay được đặt ở bên cạnh hông này, sắc tay nghe 3.5, cũng như là một viên pin có dung lượng là 5000 mAh, hỗ trợ công suất sạc là 10W. Thì đây cũng là một cái thông số mà nó chưa thật sự quá là ấn tượng. Nếu như mà con này có tầm 15 hoặc 18W thì nó sẽ là hợp lý hơn. Đánh giá về mặt trải nghiệm tổng thể trên cái chiếc Redmi A3 này thì mình thấy là thứ nhất, nó có một cái thiết kế rất đẹp, rất bắt mắt ở trong phân khúc. Trong tầm tiền này thì rất khó có con nào mà vượt qua cái em này được về mặt thiết kế. Và cái thứ hai ấy, là màn hình cũng đủ dùng, hiệu năng cũng đủ dùng, camera cũng đủ dùng, ở mức là đủ dùng hết các bạn à. Tất cả mọi thứ luôn, kể cả là pin sạc thì nó sẽ là hơi thấp một tí, nhưng mà rõ ràng là nếu như mà sử dụng sạc qua đêm thì nó cũng ok thôi. Và cái chiếc máy này thì mình thấy là nó sẽ phù hợp với những đối tượng người dùng là kiểu ông bà cha mẹ, những người lớn tuổi thuộc cái lứa tuổi trung niên ấy, thì nó sẽ là hợp lý, vì cơ bản là họ sẽ không có đặt nhu cầu quá cao về những yếu tố kiểu như là màn hình, hiệu năng, camera. Họ chỉ cần một cái thiết bị kiểu nó nhỏ nhẹ, nhìn bên ngoài là đẹp bắt mắt, và cái thứ hai là kiểu đáp ứng được về vấn đề xem YouTube, đọc báo là được rồi. Đấy, chứ họ sẽ không có đặt quá nặng về những cái yếu tố khác. Còn nếu như mà có nhu cầu cao hơn thì bắt buộc là chúng ta phải bỏ thêm tiền để lên những cái chiếc điện thoại nó có cái thông số tốt hơn rồi. Thì đây nó cũng là một cái option mình thấy là nó hợp lý mà Xiaomi vừa mới cho ra mắt thôi. Đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho bạn trong ngày hôm nay. Những bạn nào đang quan tâm thì có thể là kích vào đường link phía dưới mô tả video để tham khảo. Xiaomi hiện tại đang bán cái chiếc máy này với phiên bản RAM là 4GB, bộ nhớ trong 128GB. Mức giá thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 3 triệu các bạn nhé, cho một cái chiếc máy có thiết kế vô cùng bắt mắt ở trong phân khúc giá này. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.